Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Và hôm nay anh em thấy có cái mic rất là nhìn nó hơi vướng vướng ở đây đúng không? Nhưng mà thực ra là cái mic này để mình có thể truyền tải với anh em đến những cái câu chuyện mà nó hấp dẫn hơn nữa. Và thôi không nói về cái mic nữa, vào chuyện ngay vào luôn nhá. Phần 3: Sau lũy tre làng, sát thần lệnh, tập 4. Chương 19: Trốn chạy. Thấy thầy đế đã lên tiếng rồi, thầy Long cũng không đùa thêm nữa, đứng dậy lấy thanh kiếm gỗ sau lưng ra, quát thẳng mặt thằng Thủy. Còn không đứng dậy, giả chết đến bao giờ đây? Sao cái lũ giặc Mông Nguyên giỏi giả chết thế nhở? Mới hồi sáng còn gặp cái con quạ ngu, nay lại gặp cái vòng dở hơi nữa. Ta đếm đến 3, nếu mà không ngồi dậy thì cũng không cần phải ngồi nữa. 1, 3. Thầy Long hô 1 rồi hô 3 luôn, cứ thế cắm thẳng cái cây kiếm vào thằng Thủy. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau thầy có một thứ đang đánh tới. Thầy Long miệng vẫn cười tủm tỉm, xoay thân hình rồi đâm thanh kiếm ra sau lưng. Một chân còn lại, thầy đạp vào ngực thằng Thủy, rồi ngay lập tức thối lùi qua một bên. Khi mà bác Mộc định thần nhìn rõ được thứ gì vừa sổ lên tóm lấy thầy Long, thì chỉ còn biết hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra đó chính là cái quan tài bé bé hồi nãy anh Hiệp dựng ở dưới gốc cây. Chẳng biết từ bao giờ, cái thứ ở trong quan tài đó đã phá 4 cạnh ra, thò cả tay lẫn chân ra mà nhảy về phía này. Thằng Thủy bị thầy Long đạp một cước, kêu la oai oái, rồi nó vẫn nằm ở trên mặt đất, lăn lòng lóc về phía chiếc quan tài kia. Bị thầy Long xiên cho một kiếm, thủng cái áo quan, thứ ở trong quan tài cũng gào lên vô cùng đau đớn. Thầy Long vẫn đứng một bên phòng khinh vân đạm, nụ cười tươi rói trên miệng, khinh thường mà nói: tính đánh vu hồi ta cơ à? Mơ đi. Cẩu tinh núp quan, mơ tưởng mượn âm khí của nghĩa địa mà hồi sinh, si tầm vọng tưởng. Thấy cái kế hoạch đánh lén của mình đã bị phá vỡ rồi, nó biết là đụng phải người khó chơi. Thằng Thủy chẳng nói năng gì, trực tiếp vác cái quan tài lên vai, thẳng hướng bờ sông mà chạy. Thân hình nó bé tí mà vác cái quan tài to hơn mình gấp rưỡi, hai chân lạch bạch chạy dưới đất, nhìn vô cùng kỳ dị. Thầy Long cũng không thèm đuổi theo, chỉ ngửa đầu lên trời mà gầm lên: Trần Triều Điển Cố! Lời thầy Long vừa vang lên, rất đông bóng người ngay lập tức phóng ra từ phía cửa nghĩa địa, truy sát theo thân xác thằng Thủy. Những người này cũng đồng loạt đáp lại: Tịch phục vô cương! Đoạn những người này tạo thành một vòng quầy lớn, bao bọc thằng Thủy vào giữa, nhưng không cản được nổi nó nữa. Chẳng biết là sức lực ở đâu ra mà cái thằng Thủy bê nguyên cái quan tài mà đập thẳng về bóng người phía trước, khiến mọi người phải giạt hết ra. Rồi nó ôm cả cái quan tài mà nhảy xuống sông. Trên này, thầy Long thấy thế thì dậm chân xuống đất 3 lần, cắn bật cả máu môi phun thẳng về hướng bờ sông, tiếp tục quát lớn: Cá chép ôm dưa, nhanh bắt lấy nó cho ta nào! Từ phía dưới lòng sông, một con cá chép màu đỏ vô cùng lớn phóng lên trên mặt nước, hướng thằng Thủy đang bơi bì bõm ở dưới lòng sông mà bơi đến. Thấy ở trên cạn đã bị phá vây mà dưới nước thì cũng bị bắt, thằng Thủy mới ôm nguyên cái quan tài chui vào rìa bờ sông rồi mất hút. Mấy bóng người đuổi ra đấy như là không có cách nào đuổi theo thằng Thủy được nữa. Một người tách ra chạy thẳng về chỗ thầy Long, cúi người báo cáo: Bẩm sư bá, quỷ nhi đã chui vào mật đạo, không thể theo được vì ngập nước, không rõ là cái hướng mật đạo này thông đi đâu. Bác Mộc từ nãy đến giờ chỉ biết đứng đực ra theo dõi mọi chuyện, thấy người này nói thằng Thủy đã chui vào mật đạo, bác vội vàng lên tiếng cất lời: Thầy Long à, tôi biết mật đạo thông đi đâu. Thầy Long nghe được thì vẫy tay, ý nói người kia lui, rồi mới quay sang hỏi bác Mộc: Anh chắc chắn chứ? Bác Mộc quả quyết: Chắc, nó chui lại vào mộ của nó đấy. Hồi nãy thằng Thủy nó lôi quan tài từ mộ ra bờ sông, đuổi theo bọn tôi. Thầy Long trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn thầy đế. Thầy đế cũng gật đầu. Thầy Long hiểu ý,
quay sang phía nhóm người kia để thông báo. Tộc nhân nghe lệnh, để lại 5 người xử lý quỷ thi, phá bỏ trận pháp. Nhóm còn lại hỗ trợ đưa dân làng về, tuyệt đối là phải đảm bảo an toàn. Sau đó nhanh chóng tập hợp tại cánh đồng của làng, hỗ trợ nhóm bên trưởng tộc răng vòng vây, một trận chém giết Phạm Nhan. Nhất định lần này phải chặt cái đầu chó của nó xuống. Bác Mộc nghe vậy thì vội vàng nói, thầy Long, hay thầy cho phép tôi ở lại, chứ mấy chú kia thì cũng không biết mộ thằng Thủy ở đâu. Thầy Long gật đầu đáp lời bác Mộc, vâng, vậy thì đành phiền anh rồi. Rồi giọng thầy trầm xuống, quay sang phía 5 người ở lại nghiêm giọng, tộc nhân phải nhớ rõ, đảm bảo an nguy cho dân làng là ưu tiên hàng đầu. Anh Mộc mà có việc gì, các người cũng không cần phải về vạn kiếp nữa. Rõ chưa? Cẩn tuân pháp chỉ. 5 người kia cúi đầu đồng loạt hô lên. Lúc này thầy Long mới gật đầu hài lòng, nhìn về phía thầy đế. Cả hai không nói năng gì thêm, đồng loạt tăng nhanh cước bộ, hướng cửa bãi tha ma làng mà chạy đi. Những người bất tỉnh được tộc nhân nhà Trần mang vác trên vai thì cũng khởi hành, di chuyển ra khỏi nghĩa địa. Chỉ còn bác Mộc và 5 tộc nhân ở lại. Một người cung kính mở lời với bác Mộc, vâng thưa bác, bọn cháu phiền bác chỉ chỗ an táng quỷ nhi ạ. Bác Mộc xua tay, chỉ về ngôi mộ thằng Thủy mà lên tiếng, đấy là cái ngôi mộ mới đắp của nó, mới được vài hôm thôi. Mà mấy thầy không cần phải câu nệ, cứ gọi tôi là Mộc được rồi, tôi cũng không dám nhận lễ vậy đâu. 5 người gật đầu vâng dạ, nhanh chóng tiến về phía ngôi mộ. Một người trong số đó bắt đầu lấy trong túi của mình ra một cái xẻng gấp, cắm ngập cả cán, rút ra, tay vân về đất đưa lên mũi người, rồi mới gật đầu quay lại những người bên cạnh và nói, đất nặng quỷ khí, không phải là âm khí của tử thi, dưới đó chắc chắn là có tà vật. Bác Mộc thấy người này lấy xẻng trong túi ra thì ngẩn người, tò mò hỏi, sao tôi tưởng mấy thầy là pháp sư mà cũng cầm theo xẻng à? Một người trong số họ lên tiếng giải thích, pháp sư dòng họ cháu thì chia làm nhiều nhánh, phân loại thành 3 bộ sở học là thiên địa nhân. Thiên cao nhất chuyên vận dụng các phép của thánh, nhân thì phá giải phong ấn, phá giải thuật pháp giang hồ. Còn địa như bọn cháu thì chuyên về phong thủy, âm phần, mạch sông thế núi, trừ khử những cái thứ nằm dưới mặt đất. Do vậy bọn cháu ít đem theo phù lục, chủ yếu là các công cụ khai quật, xử lý tử thi. Được người này giải thích, bác Mộc mới hiểu rõ ra được nhiều thứ. Hóa ra là cái môn phái vạn kiếp cao thâm đến như vậy, không chỉ đơn giản là trừ tà trừ quỷ, mà còn vô vàn thứ khác nữa. Sau khi xác nhận đúng thằng Thủy chắc chắn đã chui lại vào mộ, 4 người còn lại cũng đồng loạt lấy trong túi ra những cây xẻng gấp, nhanh chóng khai quật phần mộ của nó. Từng xẻng đất bay ra, chỉ thấy vèo vèo như gió cuốn. 10 phút trôi qua, ngôi mộ của nó đã được đào gần tới đáy, thì một người mới vội quát lớn, tránh hết ra, phía dưới có khoảng trống. 5 người nhanh chóng nhảy hết lên trên. Họ vừa rút lui thì lớp đất mỏng phía trên đã sập xuống rồi, chỉ nghe đánh ầm một tiếng. Phía dưới là một khoảng không gian tối om, nhưng xem chừng khá là rộng. Sau đó có một người đốt cây đuốc rồi ném xuống. Chỉ thấy ánh lửa vừa bùng lên thì ai cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết là cái con chó tinh nó đã đào như thế nào mà ở dưới mộ thằng Thủy như thành một ngôi nhà vậy. Còn rất nhiều các hố nhỏ dẫn đi nhiều hướng khác nhau, mà chẳng ai biết được nơi tận cùng của những cái lỗ đó có thứ gì. Chương 20, Bạch Thử. Bác Mộc thấy phía ngoài mấy cái lỗ ra thì toàn đất vụn, ngao ngán mới quay sang phía nhóm tập nhân họ Trần mà hỏi, thằng Thủy nó trốn lại vào mộ rồi, rồi hình như nó lại đào đất mà tẩu thoát nữa, phải làm sao đây hả mấy chú? Một người trong đó đáp lời, không phải đâu bác Mộc, con chó tinh này đã đào mấy cái hố này trước rồi, chất đất ở thành hố thì đã khô, không phải là mới đào. Địa nhất xuống xem thử xem nào. Địa nhất gật đầu, anh ta tung thân hình rồi đáp xuống hố rất nhẹ nhàng, lôi từ trong túi ra một cây nến màu tím.
Anh ta đốt lên rồi bắt đầu soi xung quanh. Ngọn lửa vừa mới bùng lên soi sáng cả một vùng đáy mộ. Bác Mộc tò mò bỏ sát mặt đất mà cúi đầu xem thử. Mới nhìn thì bác đã sợ tí lộn cổ xuống hố rồi. Vì ở phía dưới đám đất vụn có vô vàn xác quạ ở dưới đó, đồng không thể nào mà kể xiết được. Địa Nhất kiểm tra một hồi rồi mới nói vọng lên: phía dưới tạm thời an toàn, xung quanh có rất nhiều xác của quạ đen, máu đã bị rút khô, có lẽ là do cái con quỷ nhi hút. Một người trong nhóm đứng ở trên nói vọng xuống: dùng cái mật kê xà truy tung xem nó đi hướng nào nào. Địa Nhất không đáp mà chỉ lúi húi lấy trong túi ra một vật gì đó nho nhỏ màu đen. Anh ta đưa nó lên trước ngọn nến, lấy tay chà mạnh. Ngay lập tức vật đó vỡ vụn thành bụi, rơi hết lên ngọn lửa. Chỉ thấy ánh lửa bùng lên một cái, từ đỏ hồng hóa thành màu xanh lét, tỏa ánh sáng ra xung quanh. Cái điều kỳ lạ nhất là trong phạm vi ánh sáng của ngọn lửa xanh, bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu chân màu đen, chì chít lên nhau. Dường như thằng Thủy đã bỏ qua bỏ lại nơi này rất là nhiều lần. Địa Nhất vô cùng cẩn thận, anh ta mới cầm cái nến trong tay, chậm chạp soi từng ngóc ngách của mộ đạo vô cùng kỹ lưỡng. Đến một cái hố khá là to, thân người trưởng thành có thể chui lọt. Anh ta ngẩng đầu, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo là những người phía trên thì truy lùng được thằng Thủy đã bò vào trong cái hố này rồi. Bốn người còn lại hiểu ý, lần lượt lấy trong túi ra từng khúc kim loại rồi mới gắn vào nhau. Từ hướng cái hố đó bắt đầu đi qua đi lại, thăm dò ngọn nguồn của cái hố. Cứ cách một đoạn, một người sẽ đâm xuống đất một lần, rồi rút thanh kim loại ra, lấy tay vò đất rồi đưa lên mũi người. Sau một đoạn thời gian, bọn họ lại tập trung trở lại miệng hố. Một người nói vọng xuống: không truy tung được, vị trí cái hố nó nằm quá sâu, mạch đất đã bị thay đổi tương đối, địa thổ nghĩa địa, đất âm khí nặng nề, không ngửi được ra vị trí cụ thể nữa. Dùng bạch thử đi. Địa Nhất nghe vậy, lại một lần nữa là ở trong túi ra một cái hộp gỗ bé bé, chạm khắc rất tinh xảo. Rồi anh ta mở hộp. Bác Mộc thích kỳ lạ, dướn cái cổ dài thêm một khúc để nhìn cho rõ. Ai dè cố quá, cắm đầu xuống dưới hố. May mà có những người phía trên nhanh tay lẹ mắt, chụp được chân bác kéo lên. Người vừa kéo bác lên, cười khổ rồi đáp: bác cẩn thận, có gì thì hỏi bọn cháu này. Bác mà có mệnh hệ gì, sư bá lột da bọn cháu mất. Bác Mộc cười xấu hổ, gật đầu lia lịa, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái hộp kia. Chỉ thấy Địa Nhất mở cái hộp gỗ ra, phía trong là con vật béo ú, núng nà núng nính, đang nằm ngủ. Địa Nhất thò hai ngón tay và kéo nó ra. Bị người ta đánh thức, nó mới kêu lên chít chít phản kháng. Bây giờ bác Mộc mới biết hóa ra một con chuột màu trắng. Địa Nhất lấy một sợi chỉ buộc vào chân nó rồi thả nó vào miệng hố. Nhưng cái con chuột kia chân mới chạm đất đã kêu ré lên rồi hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy mặt của Địa Nhất rất là ngưng trọng, kể cả là bốn người phía trên cũng vậy, vô cùng căng thẳng. Mấy lần đặt con chuột vào miệng hố mà nó đều chạy ra. Sốt ruột, một người ở trên miệng hố trầm giọng nhắc nhở Địa Nhất: dùng á phiện, nhanh đi, thời gian gấp gáp, đến lúc sư tổ sư bá trách tội, không ai chúng ta cáng nổi đâu. Không còn cách nào khác nữa, Địa Nhất đành phải dùng hai tay giữ chặt con chuột. Lấy một cái đoạn hương ngắn ở trong túi, đốt lên rồi hờ hờ trước mũi nó. Con chuột vừa hít phải khói nhang, cái mũi nhỏ nhỏ của nó cử động vài lần, rồi hít lấy hít để. Hai mắt con chuột trở nên đờ đẫn. Thấy vậy, Địa Nhất bèn dập tắt hương rồi thả con chuột vào trong cái hố như cũ. Lần này con chuột đã không trở ra nữa mà nó bò thẳng vào trong lỗ, dáng đi lảo đảo, lảo đảo. Bác Mộc quan sát mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ, trợn mắt há mồm. Còn bà nó chứ, từ bé đến giờ bác mới thấy người ta cho chuột hít thuốc phiện. Địa Nhất thì vẫn ở bên cạnh miệng hố, một tay thả chỉ, tay còn lại đưa lên cao, quay vòng quanh. Bốn người còn lại thì hiểu ý, ba người lập tức tách ra. Sợi chỉ trong tay Địa Nhất được kéo căng, anh ta dựa vào chuyển động của con chuột phía đầu kia truyền lại một ra hiệu. Người còn lại đứng trên miệng hố nhìn chằm chằm vào tay Địa Nhất, rồi truyền lại phương hướng di chuyển của con chuột cho ba người còn lại.
Băng Mộc cũng đứng thẳng người mà quan sát ba người kia. Chỉ thấy họ di chuyển dần dần đến phía cây đa giữa nghĩa địa thì dừng lại. Phía dưới miệng hố, khi mà nghe thấy một tiếng chít rất lớn trong miệng lỗ vàng lại, Địa Nhất vội vàng kéo sợi dây thu lại con bạch thử. Chỉ trong một thời gian ngắn, con chuột béo ú đã được Địa Nhất thu vào tay. Nhưng hình dáng của nó bây giờ rất là chật vật. Bộ lông vốn trắng toát như tuyết bây giờ đã bị nhuộm đen. Hai con mắt từ đờ đẫn mà chuyển sang đỏ rực. Nó hung dữ nhào tới cắn vào tay Địa Nhất, không nhả ra nữa, hình như đang hút máu của anh ta. Địa Nhất không thèm quan tâm. Nó uống máu của anh một lúc thì hai con mắt bắt đầu trở lại bình thường, đen lánh. Bộ lông vốn đang màu đen thì lại chuyển sang màu nguyên thủy, trắng toát. Nó lăn quay ra tiếp tục ngủ. Địa Nhất lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nó rồi bỏ vào trong chiếc hộp như cũ, đóng nắp hộp rồi cất vào túi vải. Sau đó anh lo lắng mà nói vọng lên: Địa Nhị, đất đậm đặc mùi sát khí, bạch thử bị ảnh hưởng hóa điên, nhắc nhở mấy vị phía trên phải cẩn thận đấy. Địa Nhị ở phía trên mặt đất gật đầu rồi mới đáp vọng xuống: Địa Nhất, tạm thời anh cứ ở dưới đó đi, để bọn tôi truy lùng quỷ nhi. Có gì nếu nó trốn ra đường ấy, mệnh lệnh từ sư bá, giết bất luận tội. Sau đó Địa Nhị nhanh chóng chạy ở phía gốc đà mà hỗ trợ. Bác Mộc thấy sự việc chính bây giờ đã chuyển hướng bên kia thì cũng vội vàng mà đi qua đó. Khi bác Mộc tới nơi thì đã thấy bốn người cắm bốn lá cờ màu bạc ở tứ hướng quanh gốc đa. Mọi người đang xì xầm bàn tán. Nào là làm thế nào để xuống qua rễ cây? Nào là phải đối phó với con quỷ nhi ra sao? Sau khi thống nhất, cả bốn người đều lấy xẻng gấp ra rồi nhanh chóng hì hục đào bới quanh gốc cây. Họ thao tác rất là nhanh. Chỉ một loáng đã thấy đất ở xung quanh được bới lên, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Cả bốn người đều vô cùng tập trung. Khi xuống sâu được chừng gần 2 mét, tốc độ của họ bắt đầu chậm dần. Mỗi một nhát xẻng đều lựa chọn phương hướng rất là kỹ, không dám sơ suất nữa, và cũng không dám tổn thương đến rễ cây. Tập này đến đây thì là hết mất rồi. Nếu các bạn chưa hiểu cái phần này, cái tập này thì có nhiều đoạn nó cũng hơi khó giải thích, thì mình xin phép được tóm tắt và giải thích lại nhé. Đó là tên Quỷ Nhi. Tên Quỷ Nhi thì nó đã trốn xuống dưới cái mộ của thằng Thủy rồi. Và cái mộ đấy thì trước đó được con tinh chó nó đào ra rất nhiều hướng, rất nhiều lỗ khác nhau. Khi bác Mộc chỉ xuống thì Thầy Long đã trở về, đã đi đến cánh đồng lên để chiến đấu rồi. Còn ở bên đây thì để lại một vài anh chàng ở gia tộc họ Trần, một vài pháp sư Trần. Và họ chia nhau ra. Anh chàng Địa Nhất thì là cái người duy nhất mà nhảy xuống cái mộ của thằng Thủy nhá. Và anh phải dùng đấy con chuột, con bạch thử, để dùng con chuột đấy cho nó hít thuốc phiện. Nó quá sợ hãi, nó không dám đi nữa. Phải cho nó hít thuốc phiện để nó tìm cái hướng đi chính xác của con Quỷ Nhi. Và con chuột, con bạch thử này đi đến đâu thì anh mới báo lên cho các anh Địa Nhị, Địa Tam, Địa Tứ ở phía trên là cái hướng đi của cái con Quỷ Nhi ở đâu. Là bởi vì anh biết được là vì con bạch thử đang được buộc dây sợi chỉ mà. Thế nên anh chỉ đến đâu thì những cái anh ở trên ấy, những anh pháp sư Trần ở trên ấy, thì cũng đi đến đấy. Có nghĩa là chia thành hai nhóm nhé. Mình anh Địa Nhất ở dưới mộ, và vài người còn lại thì đang ở phía trên mộ. Cả Bác Mộc cũng đang ở trên mộ. Và họ mới đi theo cái hướng mà con chuột chỉ ấy, thì ra được đến đúng gốc đa. Có nghĩa là cái vị trí con Quỷ Nhi đang ở đó. Và cái thời điểm họ đến cái gốc đa này, họ đang định đào xuống để bắt nó, thì đến đây là kết thúc. Anh em nhớ đón xem tiếp nhá. Chúng ta thấy ấn tượng nhất là cái chi tiết mà pháp sư họ Trần chia ra thiên địa nhân, đúng không nào? Nói chung là nó có một cái sự logic, một cái sự nhất quán từ đầu chuyện đến cuối chuyện. Và cứ càng ngày chúng ta lại càng được hé lộ thêm nữa. Một câu chuyện đầy hấp dẫn.